Chị Xuôi à, tôi biết là em tôi chẳng có tài giỏi gì, nhưng mà tánh nết nó rất thật thà. Coi như tôi đang để ý chị, cho hai đứa tụi nó kết hôn với nhau đi. Ông ngộ ghê á, tự dưng mắc mớ gì phải đi năn nỉ bả. Mình đang ở kèo trên mà. Bà! Nè, chú Út nhà tôi á, không thể nào một mình mà làm chuyện đó được. Phải là hai đứa cùng tự nguyện. Mà con Trinh nhà bà nó lớn rồi, nó đâu phải con nít đâu, không biết giữ mình mà còn trách móc ai nữa. Bà muốn đánh nhau với tôi một lần nữa hả? Đó, cái mặt này nè. Cái mặt này á, đúng 9 năm trước á, bà có nhớ không? Bà xài nguyên cái mặt này á, bà chửi vô cái mặt của tôi làm tôi tức trào máu. Bà còn nói con gái tôi dụ dỗ con trai của bà, rồi bà chì chiết nó đủ kiểu hết cái mặt này. Cho nên á, tôi mới nói bà thôi đi. Tôi không bao giờ gả con gái tôi cho em trai bà vì tôi không muốn làm xui với gia đình bà một lần nào nữa. Một lần bực mình là đủ quá rồi. Trời đất ơi, bà cứng đầu thiệt luôn á. Về đây, tôi không có gả con đâu. Hai người về nhanh giùm tôi đây. Chị Xuôi, chị hãy nghĩ tới đứa bé trong bụng con Trinh đi. Chuyện đó là chuyện của gia đình tôi tự biết xử lý. Bà xử lý kiểu gì? Trong khi cái bụng của con gái bà càng ngày càng bự vậy, bà xử lý cái gì? Tôi không vì một đứa bé mà nhắm mắt đưa con gái tôi vô gia đình của bà nữa. Tôi nói rõ ràng rồi, hai người đi về giùm tôi đi, biến đi. Trời ơi là trời ơi. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.